chào cả nhà, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh An Ép Kim Khám Phá Thế Giới. Hôm nay mình sẽ đưa cả nhà đi xem nhanh một khách sạn rất là đẹp, và khách sạn và casino, tức là khách sạn và sòng bạc ở Las Vegas có tên là Red Rock. Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong xem khách sạn này như thế nào nhé. Trước tiên mình sẽ đưa cả nhà đi bộ ngắm không gian xanh mát bên ngoài của Red Rock Casino Resort Spa. Chúng ta có thể thấy là gió bên ngoài rất là mát, nhiệt độ ngoài trời đang khoảng 22 đến 24 độ C. Nói chung là đầu tháng 10, khí hậu ở Las Vegas rất là dễ chịu. Và chúng ta nhìn thấy không gian bên ngoài không? Mặc dù là thành phố sa mạc, nhưng mà xung quanh khu resort này rất là nhiều cây xanh, rất là mát mẻ và rất là đẹp. Và chúng ta sẽ thưởng thức cái không gian bên ngoài một chút, sau đó mình sẽ đưa cả nhà vào ngắm khu casino và đặc biệt là một số cái nhà hàng ở bên trong khu resort này, để các bạn có thể nhìn thấy một không gian bao quát của khu Red Rock Casino Resort Spa. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng ngoạn nhé.
đã đưa cả nhà đi tham quan Red Rock Hotel ở Las Vegas. Phải nói là đây là một khách sạn casino rất là đẹp, rất là nghệ thuật, và thời tiết tháng 10 ở Las Vegas thì vô cùng dễ chịu. Bây giờ ngoài trời đang khoảng 22 độ C, gió hiu hiu thổi, cây thì xanh mát, trời thì xanh trong veo. Cho nên là đi tham quan Las Vegas vào thời điểm này vô cùng là tuyệt vời. Và mong mọi người thích video này của mình, nhớ đăng ký để xem các video tiếp theo của mình nhé. Xin trân trọng cảm ơn các bạn và chúc cả nhà có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.